đang xem video tại kênh YouTube Review đàn. đừng quên đăng ký kênh để không bỏ lỡ các phần mới nhất nhé. Ali bị người của giáo hội ám hại. Đúng lúc này, Zeno kịp thời xuất hiện anh hùng cứu mỹ nhân. Nhận ra người trước mặt là Zeno, Ali liền ôm chặt lấy anh. Nhìn Ali nhẫn nhịn khổ sở như vậy, kỵ sĩ thần kiếm quyết định giúp cậu một tay. Sau khi cứu Ali, Zeno vội vàng quan tâm hỏi han xem đám người kia có ức hiếp Ali không. Ali biểu thị bọn chúng đã dùng loại thuốc khó nói kia lên người cậu khi Zeno muốn đi tìm người của giáo hội đòi thuốc giải. Ali vội vàng ngăn anh lại. Anh còn muốn người khác trông thấy bộ dạng này của tôi sao? Zeno bị động tác này của Ali làm cho đỏ mặt. Vậy tôi nên làm gì đây? Ali kêu anh giúp cậu xoa dịu. Chuyện này đúng là làm người ta ngượng ngùng. Nhưng vừa dứt lời, Ali đã vươn tay đẩy Zeno ra. Thôi đi, anh ra ngoài đi. Tôi tự mình nghĩ cách. Zeno lúng túng gãi đầu nói cho Ali biết. Nếu cậu không ghét bỏ thì tôi biết một cách có thể giúp cậu giải độc nói xong anh liền muốn để ali thử xem sau khi giúp ali đắp chăn geno dùng răng cởi đai tay ali cố gắng nhẫn nhịn không kêu thành tiếng geno cũng không dám nhìn cậu mà quay mà đi nhưng sau cùng geno không nhịn nổi tò mò lén lén nhìn trộm ali khi phát hiện geno đang nhìn mình ali bị dọa hết hồn cậu vội vàng vươn tay muốn che mắt anh lại đừng nhìn tôi geno giữ lấy cổ tay ali bày tỏ anh cần quan sát phản ứng của cậu ali ấm ức đến bật khóc thấy vệ geno cũng lúng cuống tay chân anh hoang mang xin lỗi cậu đừng khóc mà ali biết cứ tiếp tục như vậy cũng không ổn vậy là cậu thúc giục geno nhanh lên geno nói với ali trước đây từng có một đại sư nói với anh cách tốt nhất để áp xuống dục vọng chính là đối diện với dục vọng vậy tôi bắt đầu nhé trước khi mọi chuyện kết thúc tôi sẽ không dừng lại đâu mời chuẩn bị tâm lý ali còn chưa kịp phản ứng geno đã bắt đầu ra tay rồi trong suốt quá trình. Ali cảm thấy đầu óc trống rỗng. Sau cùng một cơn buồn ngủ ập tới. Mặc dù cậu biết rõ hiện giờ không phải lúc thả lỏng. Nhưng vẫn không nhịn được mà ngủ say. Zeno tinh thế giúp cậu đáp lại chăn. Sau đó hít sâu một hơi. Đúng là muốn lấy mạng của anh mà. Thực sự làm người ta chịu không nổi. Đêm đó Ali mơ thấy ác mộng. Trong giấc mơ, giáo hoàng dẫn người đến ức hiếp cậu. Ali sợ hãi đến bật khóc. Giáo hoàng nở nụ cười xấu xa, Ta thấy đêm qua ngươi rất hưởng thụ. Thì ra đã coi bọn họ là ý trung nhân rồi. Đã thành bộ dạng như thế này rồi. Ngươi còn cho rằng bản thân có thể tiếp tục làm sứ giả thánh khiết sao. Nhìn Ali ngủ không yên ổn. Zeno đoán rằng cậu gặp ác mộng rồi. Zeno vội vàng lay Ali dậy. Dưới những tiếng hô hoán của Zeno, Ali dần dần tỉnh lại từ trong cơn ác mộng. Cậu hốt hoảng hỏi Zeno. Người đêm qua là anh phải không? Zeno lập tức thừa nhận anh dịu dàng lau nước mắt trên gương mặt ali an ủi đám người xấu kia đã bị anh đuổi đi cả rồi sẽ không dám quay lại đâu ali vẫn lo lắng hướng về phía geno muốn xác nhận lần nữa nghĩ đến những chuyện xảy ra đêm qua ali cảm thấy bản thân không còn tư cách trở thành đại biểu cho nhóm sứ giả thánh khiết nữa geno nói cho ali biết đêm qua anh chỉ dùng tay thôi nên chắc là vẫn có thể thông qua bài kiểm tra nước thánh ali ủ rũ nói trái tim của cậu không còn trong sáng nữa nhớ tới những cảm giác khi ấy làm cậu cảm thấy ghét bỏ những tín đồ theo đuổi tấm thân thuần khiết rồi. Zeno không hiểu nổi suy nghĩ của cậu. Người làm việc, ở giáo hội bắt buộc phải là người không để tâm đến phương diện dục vọng sao? Loại giáo hội không có nhân tính thế này, còn cần phải tiếp tục tồn tại sao? Ali nói cho Zeno biết, đó là quy định của những người đi trước. Đợi đến khi bọn họ thu phục giáo hội về tay. Cậu nhất định sẽ định ra những tiêu chuẩn mới. Zeno dùng ánh mắt tràn đầy tự tin nhìn về phía Ali. Vậy tiêu chuẩn đó để cậu quyết định không phải là được rồi sao? Ali vô cùng cảm động vì những lời cổ vũ này. Nghĩ kỹ thì cũng đúng, vì sao tôi phải dựa vào tiêu chuẩn của bọn họ để đánh giá bản thân? Lúc này Geno đột nhiên nghiêm túc nhìn Ali nói, "Tôi sẽ chịu trách nhiệm với cậu." Nghe được những lời này của anh, Ali hoang mang đỏ mặt, cậu xấu hổ túm lấy gối đầu đập tới tấp vào Geno. "Ai muốn anh phụ trách chứ? Chuyện anh làm đêm qua chỉ là một loại massage xa mà thôi có biết không hả?" Một bên khác ma binh tới tìm giáo hoàng bẩm báo sứ giả ali đã bị thần kiếm kỵ sĩ nhúng chàm rồi giáo hoàng nghe xong còn bán tín bán nghi ma binh vô cùng chắc chắn nói chúng tôi tận mắt nhìn thấy nghe vậy giáo hoàng vô cùng hài lòng chuyện này đồng thời có thể hủy đi danh tiếng của kỵ sĩ thần kiếm đúng là một mũi tên chúng hai đích nhiệm vụ đã hoàn thành ma binh hướng về phía giáo hoàng yêu cầu báo đáp bọn chúng bị thần kiếm kỵ sĩ đánh bị thương đến mức không thể biến trở về hình người ở giáo hoàng lại kêu bọn chúng tới nhà giam dưới lòng đất nhận lấy hai người sống. Lúc này, thị binh đến bẩm báo. Những người bị giam dưới lòng đất đã bị rồng ngàn tuổi đưa đi cả rồi. Giáo hoàng nghe tin nổi trận lôi đình. Hung hăng chút giận lên hai tên ma binh. Ma binh vô duyên vô cớ bị mắng cũng nổi nóng. Rõ ràng là giáo hội các người chọc giận rồng. Hiện giờ ngay cả tinh khí của người sống mà các ngươi hứa cho chúng ta cũng không còn, lại còn dám chỉ trích bọn ta. Đừng quên rằng chúng ta và ngươi chỉ là mối quan hệ giao dịch bọn ta không phải nô lệ của các ngươi nếu như không có người sống cho chúng ta hút tinh khí vậy ngươi lấy thân bồi thường đi cứ như vậy giáo hoàng bị bọn chúng hút hết tinh khí trở thành một cái xác không hồn lúc này thuộc hạ của ma vương dẫn giáo hoàng tới tìm ngài rồng và ai vơ muốn trao đổi nhưng ngài rồng không định làm vậy sứ giả khua môi múa mép nói ngài rồng chỉ có vũ lực khó thu phục lòng người cho dù có thắng tất cả mọi người thì cũng chỉ khiến cho nhân loại càng sợ ngài chi bằng ngài hợp tác với ma tộc chúng tôi, tôi có thể khiến ngài trở thành vị thần mới được người đời tôn kính. Ai vơ trực tiếp từ chối thay cho ngài rồng. Ngại quá, ta lơn nhà chúng tôi sớm đã vượt qua sự tồn tại của thần rồi. Cảm ơn bạn đã xem hết video. Nếu yêu thích đừng quên like, share và để lại bình luận cho chúng mình biết nhé. Đừng quên đăng ký kênh để theo dõi các phần mới nhất nha.